Dâu, bà con sâu, chào mừng năm, chào anh em đã quay lại với tựa game gì nhờ SNK4K Mark 1 này. Hôm nay đã là ngày thứ tư của cái tựa game này rồi và chúng ta cùng xem ngày thứ tư của nó có cái gì anh em nhá. À, đây, ngày thứ tư đăng nhập các bạn sẽ được 10 cái quyển token, vâng, Cruis token, bạn có thể sử dụng nó vào trong đây là giống như cái vé các bạn, collab 10 hoặc là có thể x 10 lần cho một lần. Nó là cái vé nha, nó là vé quay này. Nó là vé quay này các bạn này. Đúng không? 10 vé quay cái này là nó tương đương với 2700 cu cương đấy các bạn. Hơi bị nhiều ấy, đúng không? 10 vé liền các bạn, đúng không? Mình sẽ quay 10 lần nhá, để lần này xem chúng ta sẽ có một võ sĩ nào tím nữa hay không. Wow. Và khi mình mở từ trên xuống dưới, bây giờ mình sẽ mở từ dưới lên trên. Akiruki, Amanda, Mats, Shikesua, Ramon, Amanda, Ramon, Wanfu, Mats và kìa. Vãi lò, đéo có ai á, đời bất công vậy. Không ra thêm thằng nào ạ. Bất công thế. Cày thế. Cho 10 vé cùng oảng anh em ạ. Cho 10 vé oảng. Chúc mừng bạn đã đạt danh 2503 trong Fighter Tourmalet. Danh 2503 nhận về được 36 cười anh em ạ. Các Nivan ngày thứ 5. À, ngày thứ tư anh nhá. Cái này chủ yếu là gì nhỉ? Là cái này chủ yếu là cái này làm gì các bạn nhỉ? Hoàn thành nhiệm vụ các Nivan event sự kiện sử dụng để đổi à? Item cheat. À, hoàn thành để nhận cái điểm này nó sẽ làm giống như kiểu cái tiến độ nhiệm vụ các bạn. Đây. 380 điểm các bạn sẽ nhận được cái này. Tại mình đang có 76 điểm. Hoàn thành mắc này các bạn sẽ nhận được con hoàn thành mắc nha các bạn nhé. Nếu các bạn hoàn thành mắc thì các bạn sẽ nhìn này, các bạn nhận được sơ mi liền đúng không? Đấy, hoàn thành tất cả nhiệm vụ các bạn nhận được sơ mi, nhưng mà khả năng cao là mình sẽ không hoàn thành được cái đó. Store này, nhận đây. Đây nhận này phần thưởng này các bạn này. 94.508 đô la. Xper nhiều ấy nhỉ. Xper lên level 21 luôn. Cái này chắc là các bạn đi càng nhiều thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều đúng không? Mở 11 đá. Cái này là vé tích kít à? Cái này lại ghép thêm được một tướng nữa này các bạn. Ua, đó là Zyukai Kusare Gedo. Lại mở thêm được một con tướng nữa. Mở thêm một con tướng rồi sao bọn này nó nhấp nháy nhỉ? Mình sẽ up con up mẹ hay mình còn con gì nhỉ? Up mẹ hay mình còn Engo lên mất chất đúng không? Không có thể lấy áo quần của Bio sang để bỏ mẹ single đi các bạn. Nó có thể trừ áo, thằng này lại không có nhỉ. À, cái này là có thể giữ được nhé các bạn nhé. Đây này, các bạn có thể giữ được, không cần phải gì nhỉ. Đây, anh em nhìn này, bình thường mình hay ấn từng phát một này, nhưng mà thực ra các bạn có thể giữ được. Đấy, các bạn giữ luôn chuột ấy thì nó sẽ tự cộng luôn, đỡ phải clip từng phát lâu rồi nhỉ. Đó. Hết mẹ đá rồi. Đây, đá này các bạn có thể làm được ở thu hoạch này, làm nhiệm vụ câu lạc bộ này, là nhiệm vụ hàng ngày, và ultimate trên này là cái gì nhỉ? À, cái này giống như ở cái mình đã nói với các bạn là nó giống như ở cái thí luyện vậy đúng không?
mình chưa biết bộ Q của Angle như thế nào đâu. Để thử ở đây xem Q Angle như nào nha các bạn. Ua, mẹ chết luôn mẹ. À, bọn này có 50.000 máu này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ờ, chúng ta trong này nhận được cái này nhiều phết đấy nhở. Nhận được 100 đá cơ mà. Đúng không? Thử thách. Chúng ta cái này nhận được nhiều nhở. Đi cái này hay phết đấy. Nhận được 100 đá. Đấy. Đúng không? Đủ đá dùng luôn. Ồ, thế này thì mình phải đi leo cao lắm, đúng không? Vì hiện tại bây giờ bọn này mới level 14 rồi. Không chịu nổi một nhảy của Mai các bạn. Thì mình thử xem mình đi được đến đâu nha anh em nhá. Chắc là mình nghĩ cũng không có gì đâu, đúng không? Nhưng mà vẫn đang ở bản beta, thấy nhiều người bảo là mùng 10 tháng 7 nó sẽ ra luôn bản chính thức. Ờ, có nghĩa là sau Glow Beta này ấy, nó sẽ ra luôn bản chính thức. Để xem bản chính thức nó như thế nào nha anh em. Bản chính thức tức là có nạp lần đầu ấy. Nhưng mà kể là Glow Beta thì nó vẫn có nạp lần đầu mà. Nhiều ông cứ bảo trêu tôi mà nó có phải là game của VNG đâu có nạp lần đầu. Người đa số game thẻ bài ấy, game nào có nạp lần đầu các bạn. Game nào cũng có. Bây giờ không phải riêng game thẻ bài đâu, một cả game những game kiểu chiến thuật bây giờ có nạp lần đầu hết. Đúng không? Độ nạp lần đầu được vũ khí, được ngựa này, nó là những game mày đánh nhau này. Còn những game kiểu này là nạp lần đầu đa số được một võ sĩ nào đó free kiểu này, đúng không? Cũng ngon mà. Đúng không? Đi cái này được nhiều, hải thứ 10 không? Nhà Mai ngon nhỉ. Thập đếu Mai ngon thật sự. Bài quá ngon luôn. Kyo thì nhìn cũng được, hơi đẹp trai một tí. Để Mai nhảy chất lượng nha. Có lẽ mình còn sắp ghép thêm được tướng nữa rồi các bạn. Mình từ nãy giờ mình đánh mình được khá nhiều mảnh đấy, đúng không? Mình khá được cái mảnh gọi là mảnh của vạn năng ấy. Chắc được nhiều phết đấy nhờ. Đây, 71 triệu đam luôn. Nói chung được nhiều lắm các bạn đúng không? Cái con Binet Training này được nhiều lắm. Thử up ngay. Thiếu sao với chúng tôi. Đấy, đủ ngay. Ơ quên mất. Lại đủ ngay, không có gì đâu. Đúng không? Nó lại đủ ngay. Hand of Mates. À, mình kích hoạt được tem. Kích hoạt được cái tem này rồi nha các bạn nhé. Kích hoạt được tem lại quái vật rồi. Còn gì nữa không nhỉ? Hết. Nhiệm vụ, đây nhiệm vụ hàng ngày nha các bạn nhé. Đấy, cái map này bây giờ nó dễ quá rồi. Thử xem angle như thế nào nhé các bạn. Ủa, mẹ Mai làm phát mẹ với Pentakill luôn. À, cái này em nhận 2 lần nhé các bạn. 50 kim cương. Rồi, tiết kiệm được rồi. À, Bot rồi các bạn. How about now? Ngay bây giờ Du Ziu Fit Mizet Kyo. À, mày muốn chết phải không Kyo? Tao có muốn chết hay không thì không phải để ngươi phải nói. Thâu, à, do thâu Aretti go at it. Will they only stop when you are thâm đĩa. À, mẹ bây giờ chúng mày lao hết vào đây chỉ có một con đường là dừng lại trước khi trận đấu được đánh ra và tất cả chúng ta đều phải chết.
Mày thì biết cái đéo gì, chết hay không thì ta vẫn phải gặp Kula, chúng ta không thể rời xa. Đợi đã cá phải. Cái gì? Nhìn kìa, đó là Whit, đó là chị gái của cá phải. It's been a while in there, can't you tell me what happened here? Tại sao em lại cảm thấy không vui ở đây? We are there, à, purple wedding and say glow. Không đánh răng à? Có phải tất cả mọi người đều biết là em không đánh răng? Thì phải thằng Giáp cười. Đúng là một lũ ngốc, biết cái đéo gì khi mà cả Kyo và Iori đều ở đây thì tất cả chúng mày đều phải chết. Nào, cố lên. Xinh đẹp. Kiyoshiro Senryo à? À, thằng này là Kiyoshiro Senryo. Ryoken, wow. Dừng lại đi Giáp mẹ. Chúng ta không muốn trận chiến đã bắt đầu đâu. Nhưng mà đánh nhau rồi. Ôi mẹ, vẫn không được nhìn thật kỹ của angle các bạn. Chúng ta vẫn không được nhìn thật kỹ của angle anh em ạ. Khá buồn nha. Rồi mẹ, thôi nhìn tem bạn lực lượng ấy. Kinh vai, mấy thằng nhìn to vãi. Tem bạn nhìn lực vãi lọ. Next luôn. À, quả ngực mai đẹp nhá. Ủa, mẹ mai khỏe thế nhở? Mai khỏe thật. Nếu angle yếu thế, ai angle đéo có đồ. Mà sao yếu các bạn? Angle không có đồ nha các bạn nhé, thằng cầm đồ, thằng Terry. Thằng cầm đồ là thằng Andy, à thằng Terry nhé các bạn nhé. Angle mình không có đồ, khá yếu. Má, vẫn chưa xem được tuyệt kỹ của angle nó như thế nào. Thế thì để mẹ mày lên đầu đánh nhau nhìn thấy tuyệt kỹ cho nó sướng. Đây nhá các bạn nhá, nó ghi rõ luôn ở ngoài. Mẹ, cay nhờ. Vẫn chưa kịp tung thật kỹ luôn ạ. Đấy, lanh quanh nó chỉ như vậy đấy các bạn. Đúng không? Lanh quanh là nó chỉ có như vậy thôi. Lanh quanh nó chỉ có như vậy thôi anh em. Lanh quanh là đây, chúng ta còn cái chê đinh này, kiếm được khá nhiều kim cương này các bạn này. Sợ bọn này lên 100 hết vậy. Sợ vậy. Chỉ để cho các bạn được 3 con. Tám hai lăm bên kia cũng 1825 mà nó đánh trước các bạn này, nhìn cái này khắc hệ đấy các bạn nhá. Nó đang ý kiến cho mình các bạn. Cái nào khắc cái nào nhỉ? Cái này khắc cái tím, cái này khắc cái tím để con giáp lên đây này. Các bạn nhìn nó sẽ khắc chế đây, các bạn nhìn thấy đúng không? Cái này sẽ khắc cái đỏ,
công. Hai con này chả khác đéo gì nhau mà, đúng không? Chiến này, cái này dạng như kiểu là nó sẽ chiến thuật cho các bạn ấy, đánh đầu óc một tí ấy. À, mẹ nó chém này sống sao được các bạn. Sao thằng Ukiyo chém xong lại lên kia rồi? Game bị phết nhở? Nhở? Sao thằng Ukiyo đang từ dưới nó lại trèo mẹ lên trên này? Nhở? Đéo hiểu kiểu gì ạ, game bị bợm thật sự đấy các bạn. Sử dụng hao hát để gây đam trước, sau đó sử dụng sờ trang. Rồi có nó dạng như hướng dẫn các bạn ấy. Mình sẽ lấy thằng này. Thằng này khắc, chả khắc thằng đéo đâu cả. Thằng này bị thằng kia khắc. Để xem như này qua được không anh em nhé. Khỏe mà nhờ. Mẹ con này, con mài này gặp Diamond đại đế rồi. Nhìn thằng Diamond nhờ. Mày gì nhờ. Đĩa chè luôn. Các bạn nhìn thằng Diamond này. Thề luôn đi. Nhìn quả Diamond giống đại ca ra tù vãi lọ. Cái này nó sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ kích hoạt hết lên nhá. Kích hoạt hết hệ thì các bạn sẽ đánh cái này sẽ ok hơn đấy. Các bạn nên kích hoạt hết hệ nhá. Ý của nó là như thế. Đúng không? Cái này thì cho bọn tím này vào kích hoạt hết hệ. Vãi cả bài lọ ạ. Vậy ông Diamond ạ, nhìn thì phải đúng như kiểu đại ca ra tù. Tù vãi lọ. Úi dồi ôi. Sao lại đánh cái hàng đấy nhỉ? Kiều sắp đi bụi rồi. Mày háo này. Mẹ mày. Rồi Kiều đi bụi rồi. Lên giáp đi em ơi. Trang đánh đơn mục tiêu anh em ạ. Lại thêm được 100 kim cương nữa. Để xem được bao nhiêu kim cương rồi. 2007 rồi. Lại được quay được phát nữa rồi nghỉ nha anh em nhá. Quay phát nữa rồi nghỉ nha anh em nhá. Đây là chợ này anh em. Cái này mình có 18.000. Mình có thể mua thằng Kyo anh em đúng không? Đó, mua mảnh về mình ghép nó lại lên. Rồi, mẹ đây nó giảm giá này các bạn. Club Store bán đồ nha anh em nhé. Club Store bán đồ. Rồi, mẹ đép đuôi phát nữa cho sướng nhờ. Mẹ lần này cũng phải mở từ cuối lên để xem như thế nào. Ngày nay mở hai phát không có gì.
Đó là xảy ra đến từ Liên minh huyền thoại Code Z Rimuruku. Đó là Rimuruku. Chúng ta có thêm Yuri Sakazaki, có Lich Dolan. Yukai Kusanagi-Gedo có rồi nha các bạn nhá. Sakuro Zokuro cũng có rồi nha các bạn nhá. God Samurai có rồi, Mask có rồi. Đeo con tím nào, bẹp bịp bợm thế nhờ. Mình nhận thêm được Rimuruku nha bạn. Mình nhận thêm được Rimuruku. Đâu nhỉ? Nó đâu nhỉ? Con Rimuruku đâu nhỉ? Đây các bạn. Nó cũng hệ tím. Nó cùng hệ tím cho các bạn nhé. Sao con này mặc được đồ nhỉ? Mặc được single không mặc được đồ à? Thế single mặc được đồ mà. Này bắt tách cái thủ. Rồi, biết thế nha anh em nhá. Hôm nay chơi đây thôi. Tìm hiểu từ từ thôi anh em. Rồi, tìm hiểu từ từ thôi anh em. Ở đây có 77 này, được thêm một con nữa. Mười vé PK. Đây các bạn, đây là hạng nha các bạn nhé. Đấy, đây mình xem là top 1 thôi, đéo xem được các bạn. Được không? Đéo xem được thằng top 1 nó ở đâu. Cái này còn có trừ cả cái này nữa cơ. Leaderboard. Đây à, đây thằng top 1 đây các bạn. 1782, level 52. Đến từ Club Top Fighter. Đây đội hình của nó này các bạn nhìn này. Các bạn nhìn đội hình của nó này. Sơ mi này, Kuro này, Chit này. Cái này xem được luôn. Đồ tím rồi nha các bạn nhé. Đúng không? Các bạn này xem được là top 1 luôn. Đồ vàng ạ. Vãi lọ. Super National Danger. Đồ epic luôn này các bạn này. Kinh vãi. Vãi lọ luôn ạ. Sợ nhờ. Mẹ. Nó lên hẳn đồ epic luôn ạ. Nó lên hẳn đồ epic thì kinh rồi. Các bạn biết đồ epic nó là gì không? Nó là đồ sử thi ấy anh nha. Đúng không? Nó là đồ sử thi ấy. Kinh vãi. Ui, mẹ nhìn bộ này. Anti-Demon Armor mẹ. Bộ này giết giáp này các bạn này. Anti-Demon Combat Boots. Giày chuyên giết gì nhở? Ác quỷ. Áo mẹ mày chống lại ác quỷ luôn các bạn. Chỉ số này tất cả các võ sĩ khi sử dụng tăng thêm 30%. Mẹ vãi thật. Quả kiếm cũng kinh cơ lai long sống mất mẹ mày, kiếm rồng dài vãi nhờ. Kyo cũng có bộ này luôn, Kuro cũng bộ này luôn, Chit thì chưa có. Sơ mi nó để tanh mà nó cầm cái bộ cùi thế đúng không nha. Đây thằng top 1 nha các bạn nha, thằng top 2. Ui, nó cũng chả chênh nhau nhiều đâu các bạn. Nó không chênh nhau nhiều đâu các bạn, đúng không? Tuy nhiên này dùng Mai. Dùng Mai, dùng Kyo. Cái con Kyo không thay được à? Sao thằng nào cũng dùng Kyo nhỉ? Đây thằng này Kyo này các bạn này. Thằng này Kyo này, có cả cái nắp cũng thay kìa. Thằng nào Kyo, Kuro với cả Sơ Mi các bạn nhé, nó hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ nhận được Sơ Mi thôi. Thằng này chơi lớn dùng cả Choi ạ. Không ông nào dùng Diamond. Nói chung là có một ông Việt Nam này, ghê không, có một ông ở Việt Nam này ở đây. Đúng Việt Nam đây rồi. Quả rằng đứng của Choi mẹ đứng kiểu đại ca gia tù thực sự.
về diamond tôi chất tím với anh em ơi. Ngoài đùa bộ skill ấy này các bạn này, đúng rồi, đùa với diamond à, đúng Việt Nam nó khác. Đúng anh em, Việt Nam nó khác, đam mê toàn hàng xịn thôi. Việt Nam nó phải thế chứ anh em nha. Mr. Lộc Việt Nam đốt dùng ca phẩy. Nói chung lịch chiến nó không chênh nhau nhiều đâu các bạn, đúng không? Lịch chiến nó không chênh nhau nhiều đâu nha anh em nhé. Đó, các bạn nhìn nhé, bảng xếp hạng nó sát thì xịt luôn, đúng không? 7-1-8 nó xịt thì xịt luôn các kiểu luôn, nhưng mà quả diamond chất đấy nha. Rồi, clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở trong clip tiếp theo. Bye bye.